Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên trang Facebook Tin Công Giáo 24 giờ chia sẻ chuyện xảy ra ở giáo xứ Kẻ Đông, giáo phận Hà Tĩnh. Bản chỉ đường vào giáo xứ Kẻ Đông bị phá hoại. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Hùng, quản xứ giáo xứ Kẻ Đông, chia sẻ lên Facebook của ngài. Bản chỉ đường vào giáo xứ Kẻ Đông, giáo phận Hà Tĩnh bị phá hoại. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Hùng, quản xứ giáo xứ Kẻ Đông, chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng nay. Sáng nay, người dân có báo lại, biển chỉ đường của giáo xứ đã bị đổ. Mong an ninh và cơ quan công quyền xã, huyện, tỉnh Hà Tĩnh trích dẫn camera đường để biết ai và tổ chức nào đã có hành động này. Nên nhớ, tấm đá có thể phá nát, nhưng đức tin và sự đoàn kết của một xứ đạo không ai phá được. Giáo xứ Kẻ Đông hiện có hơn 4.000 giáo dân, gồm 4 giáo họ, Kẻ Đông, Hương Bộc, Tân Bình và An Hòa. Giáo xứ Kẻ Đông nằm trên vùng đất Bán Sơn Địa thuộc hai xã Thạch Điền và Thạch Hương của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách đường quốc lộ 1A, đoạn chạy qua thành phố Hà Tĩnh, về phía Tây Nam khoảng 7 km. Linh mục Nguyễn Ngọc Hùng, quản xứ giáo xứ Kẻ Đông, lên tiếng như sau. Còn cái vấn đề là cái biển chỉ đường của giáo xứ Kẻ Đông là tối ngày mùng 3 hình như là vào buổi đêm bị sập xuống và bị vỡ như thế này. Thì sáng mùng 4 là người dân họ bảo cho tôi rằng là do ai đó đã có cái gì xấu và đã đập bể vào ban đêm. Nhưng mà tôi xin bình tĩnh là như thế này. Chúng ta không được nghi ngờ ai cả, bởi vì không cho phép nghi ngờ rồi sinh tội. Mà đây một đó là trấu bò chỉ hụt thôi, chỉ có trấu bò mới làm cái chuyện này. Mà thứ hai nữa thì nếu không phải trấu bò thì là ở cái chỗ này có cái lăn xé ở đấy, thì có lẽ ai đi vào đấy rồi hút cái xé. Chúng tôi muốn trích cái camera một chút để xem là cây xé của ai đã hút đấy, để hỏi xem từ họ có bị nặng hay không, để mà biết mà giúp đỡ họ. Đó, cả cái biển chỉ đường bằng đá như thế này mà con bò nào mà hút được vô đây cũng giỏi đó, cũng khỏe mạnh lắm. Cho nên dặn mọi người rằng là nếu mà có bò, trấu bò thả ra đấy thì chúng ta cố gắng nhốt nó lại. Bây giờ chúng tôi đặt camera đấy để quay đấy, rồi để theo dõi hàng ngày để xem thử trấu bò nhà ái mà thả ra mà đi hút cho cái biển mà băng đá đấy mà đổ hết rồi vỡ đây luôn. Đó, vỡ đây luôn, bằng chứng vật chứng ở đây. Cho nên xin mọi người là cố gắng đừng đổ tội cho ai cả. Người thì có lẽ họ cũng làm gì đâu, đó là con người thì họ cũng làm như vậy, nhưng mà đấy chỉ có trấu bò mà thôi, trấu bò vô phả này. Hoặc là cái xé của ai á, cái xé của ai bị ngảo là thế nào đó rồi rẽ vào đấy rồi bị đụng ở cái biển này. Thì chúng ta cố gắng tìm hiểu xem từ cái xé nào để mà xem từ họ có bị con nặng không. Cũng chưa thấy một cái hiện tượng nào là trích xuất camera cả. Cho nên mong mọi người tạm thời là đừng có nghi ngờ ai và đừng đổ tội cho ai cả. Đã là người thì chắc chắn không làm cái việc này đâu. Cho nên xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và cẩn thận hơn. Rồi, xin chào. Xin chào nhá. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.